À, tơ cho đến nay các bạn nha. Rồi, cho đến nay. À, mỗi năm có đề mới thầy sẽ giải cái tuyển tập đề không chuyên này để cho các bạn uh, tham khảo các bạn nha. Và tuyển tập đề thi không chuyên thì nó khá là là đơn giản nha. Rồi đối với các bạn thì uh, chuyên Anh uh, nhưng mà thầy vẫn hướng dẫn cho các bạn. Một số bạn nói rằng nhiều đề chuyên mà không có đề không có chuyên thì thầy sẽ hướng dẫn đề không chuyên cái tuyển tập này khoảng mười mấy đề các bạn nha. Rồi thì bước 1 thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn uh, cách tải tài liệu nha Rồi để tải tài liệu nha Các bạn sợ cho thầy là học với auto channel Các bạn enter một cái nha Sau đó thì bạn click vào học với auto channel nè Ở trên cái cover của page của thầy á Đây nè có bao nhiêu tài liệu trên đây thầy bỏ này hết Khoảng ba mấy tài liệu các bạn Các bạn học mấy năm cũng trả xong Trên đây thì vừa có tuyển tập đề thi uh, Tuyển tập đề thi chuyên không chuyên và rất nhiều nha rồi thầy cảm ơn bạn Huyền Trang nha rồi thầy cảm ơn Huyền Trang rất là nhiều rồi đây nè đó các bạn vào đây nè rồi làm xiên kéo xuống tìm cái tuyển tập đề thi ở à, không chuyên Đồng Nai tải đi nè trên đây nè một mớ một đống luôn nè đó 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 vào đây tải đi nè đây nè cái cái này đây đây nè rồi chuyên anh Đồng Nai à, vân vân rồi chuyên anh Nghệ An rồi chuyên anh à, quốc học thế nè hà tĩnh nè học sinh giỏi quốc gia nè trại hè Hồng vương nè dsb một b hai này hết nhiều bạn cứ nói thầy là tải không được rồi xong các bạn nha đó à, chúng ta đã xong cái việc mà tải đề thi à, trong quá trình bạn bạn học á nếu bạn có câu hỏi không hiểu á thì các bạn cứ tham gia nhóm hỗ trợ của thầy nha bạn chỉ cần gõ gõ google nè à, hổ hỗ nè trợ nè tự luyện à, thi rồi auto channel đó bạn enter phát bạn sẽ vào nhóm hỗ trợ tự luyện thi chuyên anh học sinh giỏi với Arturo nè đó bạn vào đây nè nhiều anh chị trong đây rất xịn sò các bạn cực kỳ giỏi luôn và cực kỳ nhiệt tình hướng dẫn cho chúng ta vào đây các bạn đăng bài đó vào đây các bạn đăng bài nè chỉ cần các bạn lịch sự nha lịch sự bạn đăng bài thì thầy thấy rằng hầu hết các anh chị sẽ à, hướng dẫn à, cho các bạn nha rồi à, thầy xin chào tất cả các bạn rồi thầy cảm ơn bạn à, Huyền Trang và vân vân thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn tuyển tập đề thi chính thức vào lớp 10 từ năm 2010 hệ không chuyên các bạn nha rồi thầy báo trước là hệ không chuyên để một số bạn uh, khỏi tốn thời gian để mà theo dõi các bạn nha rồi thầy làm trên bỏ kênh youtube để cho nó nó đa dạng các bạn nó đa dạng cái uh, cái tài liệu rồi nhằm hỗ trợ tối đa các bạn nha rồi nhằm hỗ trợ tối đa các bạn thì đây chính là phần rồi đây chính là phần uh, phát âm các bạn nha rồi, đây là phần phát, phát âm. Rồi, đọc mất tiêu rồi. Các bạn chờ thầy một xíu nè. Đây các bạn. Rồi, đây. Rồi, đây chính là phần phát âm các bạn nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần này. Rồi, thầy thấy nhiều bạn làm rất là xuất sắc luôn. Cứ từ từ làm các bạn nha. Thì chữ này bạn đọc là City nha. Đó, đây chính là âm Y nha. Âm Y bạn thấy là ghi thế này. Rồi, Y ngắn các bạn. Bạn thấy là ghi thế này bạn cứ ghi như thế này rồi ở trong từ điển nha đây là ký hiệu phiên âm quốc tế thì đây chính là bầu trời bầu trời bạn đọc là ai nha rồi khóc thì cũng là âm ai nè rồi mai là âm ai luôn thì tóm lại rằng câu này các bạn sẽ chọn cho thầy là câu a bởi vì nó làm y ngắn còn những chữ khác là âm ai nha rồi rồi thầy thấy nhiều bạn làm rất là xuất sắc luôn nha rồi thầy nói rồi đây chính là đề thi không chuyên các bạn không chuyên nó rất là dễ luôn À, các bạn cứ enjoy tết đi thầy làm thì bỏ kênh kênh youtube để cho nó đa dạng các bạn nhé rồi cảm ơn các bạn rồi rất là nhiều à, câu tiếp theo các bạn câu a bạn đọc của thầy là ga đờ nè đó để âm đờ các bạn âm đờ thì bạn thấy người ta phiên âm như thế này nha rồi à, bạn có chữ đê nè đó đê thì âm đờ người ta cũng phiên âm thế này các bạn các bạn có on đô là làm đờ thì cứ thờ một là đờ hai đọc thờ các bạn nha. rồi nhiều khi nó câm thì câu c này bạn đọc cho thầy là âm âm thờ nhé rồi âm thờ thì bạn sẽ đọc như thế này đó âm thờ nó sẽ như thế này thì chữ này là thuộc về sắc tộc các bạn đây là thuộc về sắc tộc rồi âm thờ còn đây là, là tụ tập này bạn chọn thầy câu c nha thầy chúc mừng rất nhiều bạn luôn rồi bạn xuất sắc lắm nha rồi thầy chúc mừng rất cho bạn làm rất nhanh rồi bạn bùi văn quân nè vân vân nè thì chúng ta sẽ qua cái câu tiếp theo các bạn Đây chính là phát âm ED Các bạn nha Phát âm ED, ES là một cái mà bạn bắt buộc của bạn phải học thuộc Và bạn phải học thuộc tất cả những trường hợp phát âm ngoại lệ của ED nha Để bạn làm tốt cái phần này Đó, lưu ý với thầy Phát âm ES, ED phải học thuộc lâu Và những trường hợp ngoại lệ của ED nữa các bạn nha Rồi, đó Học xong chưa chắc thì bạn thi chuyên Anh được đâu các bạn Ờ, nhưng mà bạn có thể tự tin là làm được 90 phần trăm cái phần ED đó rồi ES bởi vì thầy thấy nhiều trường hợp ngoại lệ lắm các bạn trong quá trình giải đề thi chuyên á thì câu số 3 các bạn đây chính là cày bừa nè rồi đây chính là âm GH nè theo nguyên tắc ở trong desk thầy đã hướng dẫn cho các bạn GH nè bạn đọc bạn không có đọc plow chữ này bạn không có đọc nha thì tóm lại đây chính là âm đờ các bạn nè rồi âm đờ còn bạn có câu B nè đây chính là chữ SH các bạn nè rồi, chữ SH bạn thấy người ta phiên âm âm này nè, đó, âm này. Nếu mà âm này á thì các bạn đọc cho thầy là âm âm T nha. Rồi, còn của C các bạn, đây chính là order, order là âm âm R ờ các bạn. Rồi, âm R. Ờ. Thì âm R ờ, chỗ này bạn sẽ đọc cho thầy là âm D nè. Rồi, còn câu D các bạn, đây chính là cầu nguyện là âm D thì bạn chọn thầy là câu B nha. Cố gắng học thuộc cái nguyên tắc phát âm ED ES và những trường hợp ngoại lệ ED các bạn nha Thầy đã liệt kê cho các bạn ở trong destination B1, B2 rất là rõ ràng và cụ thể luôn Rồi tóm lại SH là âm S đây nè Nên chúng ta đọc là T Còn những chữ khác các bạn đọc cho thầy là D nha Rồi chúc mừng bạn Mai Huỳnh nha Bạn à, Yến Nga và vân vân nha Bạn Lê Tuấn nè Rồi vân vân Rất chi bạn, rất là chăm chỉ luôn à, Bạn Huyền Trang và vân vân nha Rồi. À, Thầy sẽ qua câu tiếp theo Bạn à, Văn Quân nè câu số 4 các bạn Thì câu số 4 người ta đang kiểm tra các bạn cách đọc chữ CH các bạn nha Rồi CH thì bạn thấy rằng chữ CH chúng ta sẽ có những cách đọc phổ biến một các bạn là âm chờ nha hai là âm S các bạn ba thỉnh thoảng à, bạn thấy người ta đọc là âm K Rồi giống như chữ là school là trường học các bạn thì chữ này bạn đọc là rich là âm chờ các bạn rồi âm chờ thì bạn thấy người ta sẽ phiên âm như thế này nha rồi bạn sẽ thấy người ta phi âm thế này nè âm chờ là rich nè còn câu b các bạn đây chính là trao đổi nè đây chính là âm chờ luôn nè còn bạn có từ cơ hội thì cũng là âm chờ luôn à, còn bạn có câu d các bạn bạn không đọc là champagne nha bạn đọc có thầy là champagne các bạn nha tóm lại nó là âm s nè vì vậy rằng các bạn chọn thầy câu d nha rồi ở câu a các bạn nhấn trọng âm phần 1 của thầy nha rồi, chữ này là Cổ xưa nè, cổ đại nè Rồi, à, à, bạn có cái từ là Hội An Ancient Town các bạn Là phố cổ Hội An á, là chữ này nha ở à, đây chính là trọng âm phần 1 Bạn có cái từ ET nè Thì có ET bạn nhấn trước nó Chữ này bạn nhấn cái thầy phần 1 nha Và bạn có chữ Compose các bạn Thì chúng ta biết rằng chữ Ờ, bạn sẽ không bao giờ nhấn vào nó Từ hai âm, bạn sẽ nhấn trọng âm lớn hơn Thì chỗ này bạn nhấn cái thầy âm phần 2 nha và bạn có từ là humor nè Đó, à, chúng ta sẽ nhấn trọng âm phần 1 Thì trong câu số 5 này bạn chọn thầy câu C nha Rồi à, chúng ta có à, từ thiện nè, soạn nè, hài hước nè à, Câu số 6 các bạn Ở đây bạn có từ là decoration Bạn có cái từ sành, bạn nhấn trọng âm trước nó Thì chữ này cũng có sành luôn Bạn nhấn trọng âm trước nó Chữ này có sành, bạn nhấn trọng âm trước nó luôn Và chữ này có sành cũng mừng luôn các bạn Trọng âm trước nó luôn Vậy thì trong bốn chữ này bạn chọn thầy câu D nha. Bạn chọn thầy câu D bởi vì phần 2 còn những chữ trang trí, mong đợi, bài văn, bài luận. À, người ta sẽ nhấn trọng âm rơi phần 3 nha. À, chúng ta có từ thám rờ các bạn. Đây chính là nhiệt độ nè. Nhiệt độ sẽ nhấn trọng âm phần 1 nha. Rồi, giống như từ văn chương các bạn là literature trọng âm sẽ phần 1. Và bạn có từ acquaintance là người quen các bạn. Không phải bà con nha. Đây chính là người quen. Ở trọng âm sẽ rơi vần 2 các bạn nha Và bạn có từ phân biệt Distinguish Trọng âm sẽ rơi vần 2 Và bạn có từ Describe Trọng âm sẽ rơi vần 2 Miêu tả, phân biệt nè Thì ở trong câu số 7 các bạn chọn thầy là câu A các bạn nha Rồi câu A à, Thầy sẽ qua câu số 8 các bạn Ở đây bạn có từ Generous Trọng âm sẽ rơi vần 1 rộng lượng nè à, Có ET bạn nhấn trước nó cho thầy nè Uh, priority này trọng âm bằng 2, bạn có ate bằng đếm nè, 1 2 3 đó. Cứ đếm thầy 1 2 3 uh, nhấn cho thầy trước đó nha. Còn câu này bạn nhấn trọng âm bằng 1 của thầy nha. Đây chính là battery nè, 1 1 1 uh, đây chính là 2 rồi bạn chọn thầy có B nha. Rồi, uh, chúc mừng các bạn rất là xuất sắc luôn. Thầy chúc mừng Phạm Max và uh, vân vân nha. Rồi. Uh. Uh, thầy sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Thì tôi ước gì tôi có cánh giống như những con chim để tôi có thể bay từ nơi này đến nơi kia. Thì sau này bạn thấy rằng I wish các bạn, I wish nè, à, câu ước các bạn nha. Thì các bạn nhớ cho thầy có hai trường hợp các bạn. Thì trường hợp 1, bạn ước uh, trái với hiện tại. Rồi, bạn ước nè, trái với hiện tại. Thì bạn sẽ sử dụng cho thầy thì uh, quá khứ nha. Rồi, đó, quá khứ. Còn trường hợp 2 các bạn Bạn ước trái với quá khứ Rồi bạn sẽ sử dụng cái thầy là quá khứ hoàn thành Rồi à, quá khứ hoàn thành nè Thì trong câu này các bạn Chúng ta không thể nào sử dụng thì hiện tại Bạn bỏ câu này Và bạn cũng bỏ câu này cho thầy nha Thì ở đây tôi ước gì tôi có cánh Hiện tại tôi không có cánh Tôi ước rằng tôi có cánh Bạn sử dụng thầy quá khứ Để tôi có thể bay thì khúc này À, các bạn chọn cái thầy chữ uh, CUT là quá khứ luôn các bạn nha. Rồi, CUT nó vừa quá khứ các bạn, mà nó cũng diễn tả một cái khả năng. Rồi, một cái khả năng ở hiện tại và cũng là câu uh, ước ở quá khứ. Uh, chúng ta có trường một hợp 1 này, trái với hiện tại các bạn dùng quá khứ. Hoặc là các bạn dùng CUT cộng V1 để ước một cái tình huống khác đi. Rồi, ở đây các bạn chọn thầy chữ uh, câu B À, chúng ta sẽ qua câu số 2 các bạn nha. thì nguyễn du một trong những cái gì đó việt nam nổi tiếng các bạn ở à, viết truyện kiều ở đây bạn có nhà thơ bài thơ thơ ca à, nên thơ trữ tình lyrical đó chữ này nó synonym à, với chữ là lyrical các bạn này à, ly đây ly trữ tình thì chắc chắn rằng Nguyễn Du là một nhà thơ, chứ không thể nào một bài thơ các bạn. Chúng ta cần có danh tự. Và bạn nào chọn thầy câu A, thầy xin chúc mừng nha. Rồi, bạn nào chọn câu A, thầy xin chúc mừng. À, chúng ta sẽ qua câu số 3 các bạn. Thì xin lỗi, nhưng bạn gì đó trong cái chỗ ngồi của tôi. Thì ý câu này nói rằng các bạn xin lỗi nhưng bạn đang ngồi trong cái vị trí của tôi, chỗ ngồi của tôi. Thì chỗ này chúng ta chọn thì hiện tại tiếp diễn các bạn nha. À, cái thì hiện tại nè. À, cái thì quá khứ. Cái thì quá khứ tiếp diễn sẽ không phù hợp uh, trong cái câu này. Các bạn chọn thầy hiện tại tiếp diễn phù hợp nhất nha. À, đang ngồi nhầm chỗ. Ý là vậy các bạn. Thì chúng ta sẽ qua câu số 4. Nếu bạn cho tôi cái sự giúp đỡ sẵn lòng của bạn. Tôi gì đó thành công. Thì trong câu số 4 này bạn thấy chữ if nè. đó Bạn thấy chỗ này thì hiện tại một số bạn nghĩ tới thì tương lai để ra if loại 1 hoặc hiện tại để ra if loại 0. Nhưng mà trong câu này bạn chả thấy chữ will các bạn để đi với loại 1. Thì if loại 1 à, chúng ta có thể sử dụng là should hoặc là can hoặc là may, might các bạn nha. Ở đây các bạn chọn câu C này Nó hợp nghĩa nhất các bạn. Nó hợp nghĩa hơn à, câu B là nên nha. Rồi. À, chúng ta sẽ qua câu số 5 các bạn. Thì trong cái số 5 này, các bạn lưu ý cho thầy một cái chỗ này nha. Đây các bạn, các bạn có chữ H nè, tờ nè, nó cộng vớt 1 các bạn nha. Rồi, bằng với suit nè, cộng vớt 1 nha. Nghĩa là nên các bạn, nên. Và đây nè, mở ngoặc thầy mở ngoặc ra, thầy ghi cho các bạn là không phải quá khứ các bạn. Rồi, không phải quá khứ đâu. Thì chỗ này á, bạn thêm cho thầy chữ not ở đây. Nếu bạn thêm chữ not, bạn sẽ thêm chỗ này. Chỗ này cũng vậy luôn. Nếu bạn thêm chữ not, bạn sẽ thêm chỗ này. Các bạn nha. Thì chúng ta nên chờ ở đây cho đến khi trời mưa dừng. Thì chỗ này bạn có chữ until. Rồi, khi thầy nói các bạn. Khi có chữ until. Hoặc là chữ till. Hoặc là chữ when nè. Hoặc là chữ as soon as. As soon as. vân à, vân vân nha. Thì bạn sẽ không dùng thì tương lai mà bạn sẽ sử dụng thì hiện tại thay thế đây là một cái điểm ngữ pháp ở trong destination B1 các bạn nhé rồi bạn nào chọn cái thầy câu này thầy xin chúc mừng nha đó rồi thầy sẽ qua câu số 6 các bạn nha thì cái trận đấu bóng đá hoàn thành gì đó ở à, nửa giờ thì trong câu này ý nói rằng cách đây nửa giờ các bạn và khi bạn dịch sang tiếng việt nè một nửa của giờ à, một giờ nửa nè half an hour một à, nửa của giờ thì bà, khi bạn dịch sang tiếng việt thì bạn thấy chữ nào là cũng đúng các bạn nhưng mà chúng ta đang xét đến tiếng anh à, nên các bạn chọn thầy câu c nha rồi câu này chính là cách sử dụng tiếng anh các bạn người ta nói là half an hour các bạn nha là nửa giờ à, các bạn sẽ qua câu số 7 nha rồi câu số 7 thì tôi thích cái thành phố này ở à, cái gì để của thành phố ấn tượng tôi rất là nhiều các bạn chắc chắn là cái gì các bạn là một cái danh từ số nhiều bởi vì động từ của chúng ta là số nhiều. thì trong câu này các bạn sẽ hay nhầm lẫn giữa hai chữ các bạn một là chữ views đây chính là cái nhìn nè chỗ đây chính là cái cảnh các bạn cảnh nhìn từ một nơi nào đó nha. thầy ví dụ như bạn đứng ở khách sạn á bạn nhìn ra bạn thấy rất là đẹp luôn thì đó chính là cái view rất là đẹp ý ta nói như vậy các bạn nha hoặc chữ view này cũng là cái cảnh À, nông thôn đẹp rồi đó cảnh nhưng mà thông thường ta dùng chữ cảnh nông thôn các bạn và ở cái từ size nè người ta dùng thắng cảnh nói chung là quan cảnh nói chung nha rồi quan cảnh nói chung và bạn có những nơi nếu bạn dịch là những nơi của thành phố ấn tượng tôi rất là nhiều thì ở uh, sát về nghĩa thì có thể chấp nhận được nhưng mà ở trong câu này á bạn chọn thầy là tóm lại là cái quan cảnh nha rồi nó hợp nhất các bạn ở cái chữ này sẽ không hợp bằng cái chữ này thì bỏ đi rồi. Còn chữ view thầy đã phân biệt cho các bạn rồi. À, câu số 8 các bạn nè. Rồi, câu số 8. Thì cái gì là tiền tệ của Malaysia? Nó là đồng ringgit. Thì trong câu này các bạn, tiền tệ của một đất nước, các bạn chọn thầy chữ off nha. À, các bạn sẽ không sử dụng chữ in. Bởi vì một đất nước thì sẽ có rất nhiều tiền tệ, không dùng chữ in được các bạn. Nước nào có rất nhiều tiền tệ. Nhưng mà ý câu này nói rằng là tiền tệ của đất nước đó là cái gì? nên Các bạn chọn thầy chữ off các bạn nha. Rồi à, bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn nha Rồi chúng ta sẽ qua à, cái phần tiếp theo Đó là cái phần xe bằng sang tiếng Việt thì đúng như tiếng Anh là không đúng các bạn Ở Malaysia thì tiền tệ thầy nghĩ tiền tệ nào không có hết Nhưng mà ý câu này nói rằng Cái tiền tệ thuộc sở hữu đất nước này Của cái đất nước này Nên các bạn chọn thầy là chữ ọp nha Rồi chữ ọp nha Thầy chúc mừng rất nhiều bạn nha Đã rất là xuất sắc luôn Bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nè Đây chính là phần a uh, work form các bạn nha. Rồi, phần work form. Thì anh ấy là một cái gì đó của cái tờ báo này các bạn. Chắc chắn là một người các bạn nha. Rồi, một người. Thì trong câu này bạn có cái từ uh, editor nè đó, editor là người các bạn. Và thỉnh thoảng bạn thấy rằng ta dùng cái từ là editori nè Đó. Rồi. Thì ở đây bạn cần cho thêm một cái một cái danh từ chỉ người nên bạn chọn hai chữ này nè là cái nhà biên tập Còn cái chữ này các bạn là thuộc về việc biên tập Hoặc là bài xã luận nha Nên các bạn chọn thầy chữ editor Rồi bạn nào editor thầy xin chúc mừng nha Bạn Quỳnh Hương, bạn Mai Huỳnh, bạn Ý Nga ở à, Vân vân Rồi thầy sẽ qua câu số 2 các bạn nè Thì quyển sách này thì không Không gì các bạn Rồi không gì Chắc chắn rằng chúng ta chọn A to B not này. Chỗ này các bạn sẽ chọn thầy là tính từ Và bạn nào chọn available Thầy xin chúc mừng nha. Rồi, bạn nằm ở Unavailable là không đúng đâu nha. Rồi, là không đúng đâu. À, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo. Thì trong câu số 3 này các bạn. Ở đây nè, bạn thấy rằng chúng ta có chữ đây. Rồi, chỗ này bạn có chữ ẩn. Thì chắc chắn rằng chỗ này các bạn sẽ chọn cho thầy là một cái tính từ các bạn nha. Rồi, tính từ. Thì trong quá trình làm các bạn cố gắng tra từ điển cho thầy nè thầy sẽ tra từ điển các bạn ở đây thầy sẽ tra chữ enjoy nè đó thì ở trong câu này bạn thấy rằng chúng ta có chữ enjoyable rồi bạn đọc bạn xem những cái ví dụ luôn một buổi tối tuyệt vời rồi một buổi tối thú vị thì chỗ này bạn nào chọn thầy chữ enjoyable thầy xin chúc mừng nha nó là một cái ngày tuyệt vời nhưng một số bạn nói rằng ô à, một cái ngày hỏng tuyệt vời thì cũng chấp nhận được không thì thấy rằng vẫn chấp nhận được nhưng mà không hay bằng cái từ enjoyable các bạn. Rồi tóm lại bạn là muốn dùng phủ định thì các bạn cứ sử dụng như thầy là phủ định các bạn nha. Rồi không thôi thì nên sử dụng chữ này nó hay hơn nè. Rồi à, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nhé. Thì anh ấy trả lời gì đó những câu hỏi này. chỗ này bạn thấy rằng chúng ta có answer là động từ thường. thì trước động từ thường các bạn sẽ sử dụng như thầy là một trạng từ và À, chúng ta sẽ suy nghĩ tích cực là exactly, anh ấy trả lời một cách chính xác các bạn nha. Rồi, chính xác thì mới mới nói các bạn, còn không chính xác, bình thường hơn. Nên các bạn chọn thầy uh, cái trạng từ exactly nha. Rồi, thầy xin chúc mừng rất như bạn, uh, rất là xuất sắc luôn nha. Rồi, uh, chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo các bạn, là phần uh, điền từ vào cái đoạn hội thoại các bạn nha. Đây, điền từ vào cái đoạn hội uh, thoại này nha rồi thầy rút ngắn lại cái để các bạn à, dễ hình dung nha đó dễ hình dung thì ở các đề thi à, không chuyên các bạn các bạn hay gặp cái dạng bài tập này rồi vậy thì bạn xác định rằng ở trên đây bạn có bốn chỗ và bạn cần điền vào bốn vị trí nha thì để điền tốt đó, thì các bạn cứ đọc cái câu trả lời trước thầy nè để các bạn à, vâng những bài báo và những báo cáo trong những tờ báo vẫn nói về sự xuất hiện của UFO thì câu trả lời gì mà chúng ta sẽ nói rằng yes hay no Bạn kiếm câu trả lời yes no trong đây nè Đó Câu trả lời yes no trên đây thì chỉ có một câu các bạn Rồi, có được là câu C thôi Rồi, bạn nào chọn câu C Thầy xin chúc mừng nha Rồi, bạn nào chọn câu C Thầy xin chúc mừng Rồi, bị che đúng không em à, Thầy sẽ zoom đây lên Đó, 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 đó. Rồi bởi vì câu C là câu yes no question bạn có tin là UFO có tồn tại hay không? Tôi tin là có. Các bài báo và các báo cáo trong những tờ báo vẫn nói về sự xuất hiện của UFO. Rồi, tiếp các bạn. Nhiều người nói họ thấy đĩa bay, vì vậy họ phải tồn tại. Rồi, tóm lại cái cái người này hỏi tiếp các bạn. Cái người này hỏi quyết liệt luôn. Rồi, cái người này hỏi quyết liệt luôn các bạn. Rồi, cái người này đưa ra chứng cứ nè nhiều người nói rằng họ thấy đĩa bay họ phải tồn tại thì chỗ này các bạn chọn thầy câu b nha đây bạn chọn câu b thầy sẽ chúc mừng nha đó chuyện gì làm bạn tin là có use fo là câu b thì người này vẫn nói thêm nhiều người nói là có mà tiếp tục các bạn tôi không nghĩ như vậy có rất nhiều tấm hình về đĩa bay vì vậy vài người nói rằng họ thấy một cái người ở những cái sinh vật các bạn có từ creatures này. những cái sinh vật giống như là con người ra khỏi địa bay. Thì ở trong câu số 3 này các bạn, tôi không nghĩ vậy. Rồi, có nhiều tấm hình. Thì chỗ này một các bạn, nó chỉ là sự tưởng tượng, nó chỉ sự uh, tưởng tượng. Thì ở trong câu này, uh, các bạn chọn cái thầy là câu, câu d các bạn nha. Rồi tóm lại chỗ này bạn là chọn thầy câu d, uh, thầy sẽ chúc mừng. Uh, bạn dịch nó ra bạn đọc ở phía dưới, bạn dễ dàng hình dung hơn. Đĩa bay à nó chỉ là sự tưởng tượng thôi tôi không nghĩ vậy đâu tôi không nghĩ chuyện đó là tưởng tượng đâu bạn đúng người ta đang nói về những cái vòng tròn bí ẩn các bạn những vòng tròn bí ẩn trong cánh đồng ở nước anh thì UFO không phải là sự tưởng tượng con người người ta đang nói về rồi bạn đúng rồi câu này là bạn đúng nha đó bạn đúng nha tóm lại rằng nếu có đĩa bay, sẽ có những cái dấu vết của cái việc mà họ đáp xuống. Thì chỗ này bạn chọn cái thầy là câu A nha. Rồi, chúng ta sẽ theo cái mạch của cái cái bài uh, văn này. Đó, dấu vết. Thì đây chính là dấu vết các bạn nha. Vòng tròn uh, bí ẩn nha. Đây chính là traces, là dấu vết. Rồi, chúng ta đã xong cái phần này các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần uh, đọc và trả lời uh, câu hỏi các bạn nha. Rồi cái bài này nó cũng hơi hơi rườm rà một xíu các bạn. Nó không rườm rà bởi vì cái đề của chúng ta nó uh, nó không có rõ ràng, nó sẽ gây khó khăn cho chúng ta làm. Rồi nhưng mà có tới đâu chúng ta làm tới đấy các bạn nha. Có tới đâu làm tới đấy. Thì đây chính là dạng câu trả lời bao nhiêu người ad ở Luân Đôn? Có bao nhiêu người ở Luân Đôn các bạn? Rồi, ở trong đây là bao nhiêu người nha. Kiếm được bài thầy nha. Có 16 thành phố trên thế giới với hơn 8 triệu dân thì Luân Đôn là một trong những 16 thành phố này. Nhưng mà Luân Đôn không phải đang trở nên ngày càng to lớn hơn thì tóm lại người ta hỏi chúng ta có bao nhiêu người. Thì chỗ này các bạn chọn thầy là có bấy nhiêu người và khi mà có có các bạn thì ở đây đang học nên thầy sẽ sử dụng đúng uh, cấu trúc ngữ pháp các bạn nha là da nè là có nè à theo trong bài đây nè, hơn 8 triệu người nè. Rồi chỗ này thầy sẽ ghi là DA uh, modern nè. Rồi. A các bạn nè E I G H T uh, million people. Bạn nào mà ở Luân Đôn nữa càng tốt luôn, bởi vì đang học nên thầy sẽ ghi cho các bạn cụ thể rõ ràng. Chấm một cái cho nó chỉnh sò luôn các bạn. Chấm một cái cho nó chỉnh sò luôn. Rồi xong. Câu tiếp theo các bạn nè london là thành phố lớn nhất trên thế giới phải không câu này bạn không cần phải đọc ở trong bài này không cần đọc các bạn tốn thời gian chắc chắn là không rồi rồi chắc chắn là không các bạn thì chỗ này bạn sẽ chọn thầy là no các bạn rồi no nè phải cái london là số ít nên chỗ này thầy sử dụng là chữ ít nha và ở cái câu trong bài của chúng ta người ta dùng to be nè nên chỗ này thầy sẽ sử dụng là to be à, hiện tại no it is phủ định là it isn't đó, bạn nào viết như thế này chấm một phát cho nó xịn sò luôn các bạn nha. Xong, đó. Ồ, bạn Yến Nga nói nó bị che là sao ta? Rồi, à, chúng ta sẽ qua câu tiếp kéo xuống một chút. Rồi đây. Rồi, cảm ơn bạn Yến Nga nha. Rồi, thầy không đòi đó, đó. Rồi, à, câu số 3 các bạn nha. Thì cái không khí thì như thế nào ở vùng ngoại ô London các bạn? Rồi, thầy dịch tiếp nha thì điều này không có nghĩa rằng nó đang trở nên nhỏ hơn nó có nghĩa rằng à, ít người sống ở trung tâm của lung, của thành phố và nhiều người thích sống ở miền quê thì họ di chuyển để đi làm việc tới trung tâm của luân đôn không có nhiều không khí trung lành ở trung tâm thành phố người ta cái người mà sống ở thành phố thở không khí dơ cả ngày à, tuy nhiên họ phải dành rất nhiều thời gian di chuyển từ từ nhà cho tới công ty và từ công ty cho tới nhà thì người ta hỏi chúng ta là không khí ở cái ngoại ô Luân Đôn thì như thế nào rồi không khí ở ngoại ô Luân Đôn như thế nào ở trong bài các bạn người ta hỏng đề cập một cách trực tiếp là không khí ở Luân Đôn là trong lành hay là ô nhiễm vì vậy rằng chúng ta cũng sẽ trả lời một cái câu hỏi bình thường thôi các bạn các bạn sẽ có rất nhiều cách trả lời đây chỉ là một cách các bạn nhé thầy sử dụng câu của người ta cho there is a must này. Rồi, press nè in rồi london các bạn ờ, thì phải phát a à, sherbet rồi tóm lại cái câu này các bạn ở trong bài của chúng ta các bạn người ta hỏng cho chúng ta một cách rõ ràng thì chúng ta cứ suy luận của chúng ta trả lời được như thế này các bạn nha rồi xong nha à, thầy sẽ qua câu số 4 các bạn câu số 4 nha rồi, có một số bạn thì nói rằng là không có oppress à, Nhưng mà trong bài chúng ta là ở ngoại ô Luân Đôn thì Ở trong bài nè, không có không khí trung lành ở thành phố lớn Thì chỗ này thầy trả lời là có nhiều không khí trong lành ở cái vùng ngoại ô Luân Đôn các bạn Bởi vì ở người ta sống ở ngoại ô nhiều hơn ở trong trung tâm thì người ở Luân Đôn không thích sống ở đâu? Đó bạn thấy không? Cái câu hỏi này rất là khó trả lời luôn. Nhưng mà căn cứ trong bài thì chúng ta cứ trả lời à, bình thường các bạn nha. Rồi, họ thích sống ở đây nè. Uh, like to live. Viết lại các bạn. Rồi, đây like to live nè. Rồi, in in gì? Ở trong bài của chúng ta nè, người ta nói nè. Ít người sống ở trung tâm thành phố hơn người sống ở ngoại ô. Thì chỗ này thầy sẽ sử dụng đây like to live ở ngoại ô các bạn nha. Rồi, in the uh, suburbs. Rồi, thầy chấm cái. À, xong các bạn nha. Rồi, thầy đã xong cái phần này. Bây giờ thầy và các bạn sẽ qua phần reading nha. Rồi, thầy sẽ qua cái phần reading. Chúc mừng bạn Thanh Xuân, bạn Quỳnh Hương và vân vân nha. À, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần reading các bạn nha. Của đề thi không chuyên Đồng Nai các bạn nha. Rồi, không chuyên Đồng Nai. Đây. Phần quý câu. Thầy sẽ zoom to ra các bạn dễ hình dung nha thầy chúng to bạn dễ dùng thì ở trong cái phần này các bạn người ta cho các bạn chữ và các bạn viết thành một cái câu thì cô ấy nè thì nè thông minh nè cô gái nè trong lớp thì bạn thấy rằng bạn đoán được cô ấy là cô gái thông minh nhất trong lớp à không thích đúng không em à rồi không thích rồi thầy cảm ơn nha thì chỗ này thầy sẽ trả lời là không thích rồi à, chỗ này chính là đơn like tulip in the, the center nhé rồi thầy cảm ơn bạn à, à, rồi thầy cảm ơn một bạn mới nhắc thầy nè bạn linh châu nha rồi ở trung tâm các bạn là center đó rồi không thích đây chúng ta nói là in in the center nhé rồi chúng ta à, đã xong câu số trên đây, số 4 này. Rồi, hỏng thích các bạn nha. Đây, đăng like to clip ở vùng trung tâm. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần viết nha. Rồi, chúng ta sẽ phần viết. Rồi, thầy cảm ơn một bạn mới uh, nhắc thầy nha. Cô ấy là cô gái thông minh nhất trong lớp của tôi. Một số bạn viết như vậy. Một số bạn viết là cô ấy là một trong những cô gái thông minh nhất trong lớp của tôi cũng được. Để tóm lại, các bạn cũng có thể viết là cô ấy có thể là cô gái thông minh nhất trong lớp của tôi. Bạn viết rất nhiều cách ở trong cái câu này thì câu này thầy viết làm sao cho ngắn gọn nhất nè cô ấy là nè cô gái thông minh nhất nha Rồi demo các bạn nè in uh, intelligent uh, g in trong lớp của tôi class này. bạn chấm cho thầy một cái nha rồi trong lớp của tôi hoặc là trong lớp của cô ấy cũng được các bạn rồi xong chúng ta đã xong câu uh, số 2 nha Rồi chúng ta sẽ qua câu số 2 nè anh ấy yếu nâng cái bàn thì trong câu này các bạn bạn dịch ra bốn chữ nè anh ấy yếu nâng cái bàn vậy thì bạn phải sử dụng cho thầy một cái cấu trúc mà mang ý nghĩa là anh ta quá yếu không thể nâng được cái bàn thì quá yếu không thể nâng được cái bàn chính là chữ tu này. đó bạn nào nghĩ tới chữ tu này trong câu này thì mới đúng nha mà bạn nào viết mà không có chữ tu á là trật lất thì thầy sẽ viết chữ hi nè, Anh ấy nè à, Thầy sử dụng thì hiện tại nha Thì Tu nè Rồi quét Đó quét nè à, Tu nè clip à, các bạn Tu lip The table Đó Quá yếu để mà nâng à, các Cái Một số bạn thì Không dùng theo kiểu này Bạn dùng là anh ta quá yếu đến nỗi anh ta không thể Thì hai cấu trúc này là tương tự nhau nha rồi một số bạn viết thế này nè là hi nè nè so nè uh, week nè đó dash nè thi nè uh, could nè hiện tại nên thầy sử dụng là can nha can lift the uh, table đó bạn nào viết tại hướng này cũng đúng luôn nhưng mà các bạn cứ viết cho thầy cách ngắn gọn nhất nha rồi chúc mừng bạn quỳnh hương bạn uh, phạm max bạn thanh xuân nha rồi vân uh, vân nha rồi thầy sẽ qua câu số 3 các bạn nhiều cách viết lắm thì đứa trẻ phạt lười ngày hôm qua, rồi tóm lại chúng ta đoán được ở trong đầu chúng ta các bạn, cái câu nó sẽ như thế này, thì đứa trẻ bị phạt bởi vì nó lười ngày hôm qua, rồi thì chỗ này ngày hôm qua à, thầy viết lại đứa trẻ nè, ngày hôm qua là quá khứ, chỗ này thầy sử dụng thì quá khứ luôn, và thầy sẽ sử dụng là bị động các bạn nha rồi possess, punish, punish. chỗ này thầy sẽ thêm ed là bị phạt các bạn rồi bị phạt và chỗ này bạn có từ laziness là một cái danh từ thì chỗ này thầy sẽ sử dụng cái từ because of là bởi vì các bạn à, đứa trẻ này có thể là là trai hoặc là gái chúng ta không biết bạn có thể viết là his hoặc là her đều đúng nha rồi à, đây chính là lay nè z à, nè nes oh, yesterday đó oh, yesterday rồi, bạn nào viết như thế này, thầy xin chúc mừng nha. Rồi, đúng rồi, bạn Yến Nga nha. Bạn Thanh Xuân, bạn Phạm Mắc, bạn Quỳnh Hương nha. À, chỗ này chữ hợp cũng được luôn. Chỗ này bạn sử dụng thầy bị động nha. Rồi, thầy sẽ qua câu số 4 bạn nha. Thì trong câu số 4 này các bạn, là bao lâu nè? À, bao lâu nó tốn bạn đi học? Rồi, ý câu này nói rằng, bao lâu bạn... Tốn thời gian để bạn đi đến trường. Bạn áp dụng đúng cấu trúc cho thầy nha. Đầu tiên viết lại chữ how long. Rồi. Đây chính là câu hỏi các bạn. Và khi hỏi như thế này á. Chắc chắn là thì hiện tại nha. Thì chỗ này thầy sử dụng là chữ does nè. Bởi vì câu hỏi nè. ít nè. Tới. Take, take someone. Rồi. Uh, cộng thời gian ở đây. Uh, câu hỏi nên không có thời gian. Rồi. Uh, take someone. Cộng to do something. Là go nè. Uh, to go. Uh, to school. Rồi, bạn nào viết như thế này? Thầy xin chúc mừng nha. Rồi, có dấu hỏi thầy phát. Đó, hỏi thầy một phát. Chúc mừng bạn Quỳnh Hương, bạn Thanh Xuân nha. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Ờ, đây, câu số 5. Rồi, the stack nha. Ờ, câu số 5 thì trong câu số 5 này chúng ta hãy đặt cái thùng rác ngoài cái sân trường thì chỗ này là I subtract thì chỗ này các bạn sẽ có hai cách viết các bạn nha rồi chỗ này các bạn sẽ có hai cách viết các bạn cứ thấy từ subtract à, có những lúc bạn người ta không đề cập chủ ngữ bạn có một cách nhưng câu này các bạn có hai cách đây chỉ là cách một các bạn rồi cách một nè một số bạn sẽ viết như thế này nè I suggest Rồi, cộng verb in Boosting các bạn nè, suggest cộng verb in nha Rồi, boosting bị các bạn nè à, Bin nè Rồi, around nha The school year Rồi, một số bạn sẽ viết như thế này Rồi, chấm à, Một số bạn không thích viết như thế này Một số bạn có cách thích viết như thế này Rồi, thầy sẽ viết I uh, suggest này. Viết lại nè, we các bạn đó chỗ này phải có chữ suốt nha bạn không có chữ suốt thì bạn sẽ rất nhầm lẫn nếu như chủ ngữ này là số ít bạn chia là bạn chật lớp bạn nên có chữ số cho thầy tóm lại là nên có chữ suốt cho thầy có chừng sai đó nha bởi vì chỗ này chữ hi á thì chỗ này vẫn là chữ chỗ này vẫn là bi không có chia các bạn lưu ý nha có chữ suốt cho nó đơn giản hơn rồi we suốt put nè uh, garbage các bạn rồi, garbage nè Bins Rồi, around nè The uh, school yard nè Đó Rồi, chấm thầy cái nha Xong Sau này bạn sẽ biết rằng chúng ta sẽ có uh, cách 3 đó nè Nếu người ta không giới hạn các bạn Là why don't we Rồi, thầy ví dụ đây chính là uh, Why don't we nha Rồi, chấm 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 các bạn Đó Và chúng ta sẽ có thêm uh, cách số 4 các bạn nè uh, Cách 4 nha chấm cái là why not nè, putting nè. Rồi, vân vân nha. Đó. À, một số bạn sử dụng cách thứ năm nữa luôn nè Ở đây. Ờ uh, how about các bạn? Ờ about uh, putting nha. Rồi hoặc là what about putting các bạn. Rồi. À, bạn sẽ có cách năm, cách sáu luôn nha. Rồi đây. Rồi chúng ta đã xong câu số 5. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 6 các bạn nha. Rồi câu 6 nè Thì Lan có thể nấu giỏi hơn hoa Rồi ờ, chúng ta hay, hay gặp cái dạng câu này các bạn Có nghĩa rằng hoa không nấu giỏi bằng Nga Rồi ý câu này là vậy Hoa có thể nấu giỏi hơn hoa Thì hoa không nói nấu bà, giỏi bằng Lan Đây chính là so sánh à, hơn Và đây chính là so sánh không bằng các bạn Thì hoa không thể nấu nè Khúc nè rồi chỗ này là S nè, well nha bạn nào mà as good as là chật lớp các bạn tại sao as good as là không đúng bởi vì chỗ này á người ta dùng động từ thường nha mà chỗ này bạn sử dụng chữ good là chật lớp rồi các bạn nha phải chữ well một số bạn viết à, không thể nấu ăn giỏi như lan đó một số bạn viết là à, lan can cũng đúng luôn rồi chữ nào cũng đúng luôn lan hoặc lan uh, à, nha bài phía trước ta dùng chữ can chúc mừng bạn phạm max nha rồi vân vân và rất nhiều bạn luôn à, thầy sẽ qua câu số 7 các bạn nha thầy sẽ qua câu số 7 thì bạn quên để tắt tivi tối hôm qua phải không rồi tóm lại đây chính là câu hỏi đuôi các bạn ở phía trước này người ta dùng quá khứ là forgot ở phía sau người ta dùng chữ didn't các bạn nha thì bạn không nhớ thì chỗ này á bạn đừng có chọn vấp in các bạn nha trong câu ý trong câu này các bạn ý người ta nói rằng nhớ à, không nhớ cái chuyện mà bạn phải làm ở trong quá khứ thì chỗ này bạn chọn thầy là tu vớp nha rồi đây chính là tu vớp các bạn bạn nào chọn vớp in là trực lớp đó các bạn rồi chỗ này các bạn chọn thầy tu vớp nha tóm lại rằng không nhớ cái chuyện mà bạn phải làm ở trong quá khứ chứ không phải là nhớ đã làm cái chuyện gì đó trong quá khứ nha Chỗ này bạn chọn cái thầy chữ tu nha Bạn nào vấp in là trật lất á Là nhớ cái chuyện đã làm Còn đây á là hỏng nhớ Cái chuyện gì đó mà bạn nên làm Thì chỗ này bạn chọn tu thầy nè Bạn không nhớ tu Turn nè, off nè Rồi, the TV Rồi, viết lại các bạn Last night nè Thầy phải phát Thì chỗ này bạn viết cái thầy là did you nha Bạn nào mà mà hỏng did you á Mà didn't you á Là trật lất Cẩn thận cái thầy nha rồi đây cẩn thận nè Ở phía đây là khẳng định Thì đây là phủ định Còn đây là phủ định Đây sẽ là khẳng định Các bạn nha Rồi à, Chúng ta đã xong câu số 7 Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 8 các bạn nha Thì trong câu số 8 này các bạn Tom thất bại kỳ thi bởi vì cái sự lười của anh ta Đó Thì đây chính là nguyên nhân và kết quả Thì câu trên Bạn có chữ felt là quá khứ các bạn nha rồi quá khứ thì chỗ này bạn À, chỗ này nè người ta cho các bạn chữ because nè chỗ này người ta cho các bạn chữ because of có nghĩa rằng nó sẽ cộng với một cái cụm từ còn chỗ này because thì bạn sẽ cộng cái mệnh đề thì because of cái danh từ thì chỗ này thầy sẽ biến nó thành tính từ và tính từ thầy sẽ sử dụng động từ to be thì đây chính là was thầy lôi nó lại thành cái tính từ nè đó đây chính là một cái mệnh đề nha bởi vì Tom thì lười Vì vậy anh ta rớt cái kỳ thi thầy chắc luôn một số bạn viết chữ xô hỏng đúng nha bạn nào viết chữ xô đây là không đúng đâu chặt lớp các bạn trong tiếng anh của chúng ta một câu các bạn sử dụng thầy một cái cần thôi thì bởi vì tom thì lười rồi viết lại khúc phía sau he fail nè he fail các bạn nha đi xem à, bạn nào viết như thế này thầy xin chúc mừng nha à, không có chữ xô ở đây các bạn nha thầy chúc mừng bạn phạm mắt cho bạn thanh xuân bùi lê nha bạn quỳnh hương À, vân vân nha Vậy là thầy đã hoàn thành xong một đề thi không chuyên của tỉnh Đồng Nai năm 2010 những đề tiếp theo thầy sẽ hoàn thành à, trong nửa tháng tới các bạn nha rồi bởi vì nó ngắn rất là dễ làm các bạn ra xong một phát trong cuốn này thầy sẽ nhắc lại để tải cái tuyển tập đề thi này các bạn cứ vào cover ở cái phần đầu tiên của livestream stream á. thầy mới hướng dẫn các bạn cách tải đó nha rồi Thầy cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Thầy cảm ơn các bạn đã theo dõi nè. Đặc biệt là các bạn phát biểu rầm rầm, bạn Phạm Max, bạn Thanh Xuân Bùi Lê nha, bạn Quỳnh Hương nè. Một số bạn lúc đầu đó nha. Rồi bạn, bạn Quân và bạn à, vân vân nha. Rồi bạn Quân và bạn Yến Nga. À, và rất nhiều bạn luôn. Thầy xin bye bye các bạn và tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn vào có thể tối nay thầy sẽ truy giải đề thi chuyên Đồng Nai năm đầu tiên các bạn nha. Trong cái tuyển tập đề thi của thầy. Thầy cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Rồi, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn. Rồi, à, chúc mừng năm mới các bạn. Rồi, thầy stop đây. Rồi, thầy chào Yến Nga nha. Rồi, cảm ơn Yến Nga. À, cảm ơn tất cả các bạn nha, đã ủng hộ thầy. Rồi, thầy sẽ dừng đây. 1, 2, 3, dừng các bạn nha. Rồi, thầy dừng nè.